Chào Hiếu, bây giờ thầy hướng dẫn em giải một số cái bài tập về probability, về xác suất nhé. Bài số 8 này. The random variable x has a probability distribution if by this formula for x equal 1, 2, 3, 4 and k is a constant. Find the exact value of k. Chúng ta sẽ như thế nào? Solution. Đây là cái hàm phân bố xác suất ứng với x bằng 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta bảo này, với x có nghĩa mình viết hơi dài một chút để cho nó tường minh nhé. For x equal 1, với x bằng 1 thì như vậy thì nó sẽ bằng k, đúng không? 1/3 cũng không bằng 1. Đó. Mũ mấy? Mũ 2, tức là bằng 1/9k. Rồi. Với x bằng 3 thì ta sẽ có xác suất để xảy ra biến cố x bằng 3 là k nhân 1/3 mũ 3 hay bằng 1/27k. Và cuối cùng với x bằng 4 thì xác suất xảy ra biến cố này bằng k nhân với 1/3 mũ 4, tức là 1/3 mũ 4 là 1/81 k. Chúng ta nhớ là tổng tất cả các cái xác suất có thể xảy ra là bằng 1. Tức ta nói này, because the sum of probabilities is 1, so 1 cộng với xác suất xảy ra biến cố tại x bằng 2 cộng với xác suất xảy ra biến cố tại x bằng 3 cộng với xác suất xảy ra biến cố tại x bằng 4 là bằng 1. Thì điều này tương đương với bằng 1 nhé. Thì điều này tương đương với xác suất xảy ra biến cố tại x bằng 1 là k này. Với x bằng 2 là bằng 1/9k này. Với x bằng 3 là 1/27k này. Với x bằng 4 là 1/81k này. Và 1 này. Ta đưa về cái mẫu chung là 81 thì ở đây ta sẽ có 81k này. Cộng với 9k này, cộng với 3k này, cộng với 1 này, chia cho 81 là 1. Ta giải cái phương trình này thì dễ rồi. 90 là đi 94k trên 81 thì bằng 1. Có nghĩa là k sẽ phải bằng gì? 81/94. Đây là chính là giá trị chính xác của k nhé. Người ta bảo là find the exact value. Ok. Ok, tìm cái giá trị chính xác của k thì ta để nguyên cái này cũng được, bởi vì cái này cũng không còn rút gọn được nữa nhé. Đây là bài số 8.